cái chuyện phải người ta có thể đẹp mà mình không đẹp, mà người ta làm được mà mình làm được, nó là cái mà tôi sống và tôi không cam tâm. Những cái chuyện gì mà tôi đã cảm thấy người ta làm được mà tôi chưa làm được, mà tôi thích thì tôi phải cố gắng làm sao để tôi làm cho bằng được. Cái đó là cái bản tính của tôi và cái tố chất của tôi, cái tính. Hello Nguyễn Lo, bây giờ đó là cách mà Phương Anh chia sẻ cho mấy anh chị đó để mình làm đó. Tại vì Phương Anh á, nói đúng ra là hồi trước á, Phương Anh định á, nhờ chị Hồng Trinh á là đi tìm cái chỗ mà làm về mỹ phẩm á, họ sẽ bào chế ra cho mình và mình sẽ đưa cái công thức cho họ. Nhưng á, rồi sau này tự nhiên cái Phương dướng vào cái nghề đá, rồi cái Phương dính với nghề đá luôn, rồi cái Phương cảm thấy cái nghề này á hình như là ông trời ông cho mình, nhưng mà ông không để cho mình làm cái nghề đó. Ông cho mình tìm được một cái công thức để mình làm đẹp, nhưng mà ông trời không lại đưa đẩy cho mình, không có duyên, không có duyên để mà mình làm cái nghề này. Rồi mình lại bước vào cái nghề đá, cho nên là mình làm nghề đá luôn. Cho nên mình đem cái công thức này lại để mà mình chia sẻ lại cho nhiều chị, nhiều em, nhiều người. Rồi mọi người sẽ nghiên cứu thêm, hoặc là mọi người có thể làm những cái sản phẩm như thế nào đó để cho nó hoàn chỉnh hơn. Nhiều khi mọi người bán ra cũng được, rồi dùng tiền nó đi làm từ thiện cũng được, đúng không? Giống như bây giờ nhiều người lấy cái clip của Phương Anh đi, họ bỏ lên cái trang nhà của họ, thì tại sao mình phải đi báo cáo? Tại vì mình để cho họ kiếm được tiền, biết đâu chừng trong cái số tiền họ kiếm được họ cũng chia hết cho bà con nghèo, cái bánh cũng khoai. Miền Tây những ngày này hạn mặn diễn ra gay gắt, ảnh sự kiện đặc biệt. Người ta nói á, anh lấy cho Phương Anh đi, cho bỏ lên cái trang nhà của họ thì tại sao mình phải đi báo cáo? Tại vì họ có mình để họ dùng của để họ cho, còn nhiều người thì họ tìm cách để họ cho đó. Cho nên á là Phương Anh chuộng là cái kiểu giống như mình sống là mình dùng cách cho, chứ mình không có dùng của để cho. Khi mình dùng của để cho đó là một cách khác, mà mình dùng cách cho nó là một cái cách khác. Cho nên là mình mới đem cái này ra để chia sẻ cho mọi người đó. Đó. Hello Lương Thị Hương, hello Loan Phạm. Bây giờ Phương Anh nói à, cái vấn đề qua này qua bên đi, mỗi ngày Phương Anh chia sẻ cho mọi người một chút gì đó, thì mọi người tự nhiên ai yêu thích cái mỹ phẩm á, thì mọi người sẽ tự động mình có những cái sáng kiến và mình bắt nhịp nó rất là lẹ mấy anh chị đó để làm. Năm nay tôi sinh năm 1980, mọi người nghĩ tôi nhiêu tuổi? Tôi sinh 1980, mọi người nghĩ tôi nhiêu tuổi? 44 rồi mấy anh chị, già rồi mấy anh chị đó. Vài năm nữa là già rồi mấy anh chị. Nhưng mà được cái mấy anh chị biết không, tôi 44 tuổi mấy anh chị mà tôi không có tóc bạc. Có một cọng tóc máu ngay đây là mấy anh chị, mà nó cứ mọc ra hoài, nhổ rồi mọc, nhổ rồi mọc, thấy không? Tôi nhớ hồi lứa tuổi mà cỡ như mẹ tôi mới 30 mấy là mẹ tôi có tóc bạc rồi, bắt tôi ngồi nhổ rồi mấy anh chị. Là 30 mấy tuổi là mẹ tôi cứ bắt tôi ngồi lấy cái hộp thóc á, lấy cái hộp thóc á cứ nhổ tóc bạc rồi mấy anh chị đó. Mà năm nay là tôi 44 tuổi mà tôi không có tóc bạc mấy anh chị. Tôi được cứu cộng nó nằm đâu đây nè, mà tôi bắt tôi cứ nhổ hoài, là nó cứ mọc lên hoài và nhổ hoài thôi, mà tôi không có tóc bạc mấy anh chị, không có tóc bạc. Tại vì tôi hồi trước á tôi cũng dùng tinh dầu tôi tự pha chế để mà tôi ủ tóc của tôi á, tôi ủ tóc của tôi lắm anh chị. Tôi ủ tóc của tôi trước khi mà tôi đi tắm thì tôi ủ cỡ khoảng 15-20 phút, rồi tôi đi gọi đầu lại mà anh chị. Thứ nhất nó không làm cho rụng tóc nè, thứ hai nữa nó sẽ không có bạc sớm nè ha, nó cũng giúp đầu mình nó không. Hồi có một cái thời gian á, chia sẻ thêm vài phút nữa nghe mấy anh chị. Có một cái thời gian tự nhiên cái Phương Anh đi ra ngoài nắng về cái nó đổ mồ hôi, da đầu nó nóng á, cái tự nhiên nó ngứa bên chị gãi, mà gãi tét da luôn. Cái dùng kali á, hồi đó tôi ở bên kali đó, thì tôi không biết tại sao mà cái nước bên đó do chemical nhiều quá, cái nước của thành phố họ bỏ nhiều chất tẩy nhiều quá, chemical nhiều quá hay sao á, mà tôi xài á mấy chị, cứ mỗi lần á tôi đi ra chợ trời, tại vì ở bên kali có chợ trời vui lắm,
thì mình đi ra chợ trời, mình đi mua những cái đồ ngoài chợ trời, rau củ hay là đồ Việt Nam đồ này nọ đó bên Cali á, thì tôi mỗi lần mà tôi đi chợ trời về cái trời nóng á, bên chị tôi nó ngứa, bên chị trong da đó nó như ở trong cái đầu mình nó ngứa, rồi cái tự nhiên cái mình gãi, bên chị nó gãi mà đến nỗi bên chị biết không, chảy máu luôn mà gãi nó ngứa kỳ cục lắm, đi ra nắng về mà nó đổ mồ hôi mà kiểu ngứa nó kỳ cục lắm, rồi cái bên chị biết không, nó bị gào da đầu luôn bên chị, mà tôi mặc cái áo trắng nha bên chị biết không, tôi nói hả, nó đầy luôn, gãi phủi vũ vũ vậy nè. Da đầu mà nó kỳ cục lắm anh chị, nó làm cho mình, nó mình cảm nhận được mình gãi kia rồi, nó giống như là nó có nổi mụn trong đầu luôn vậy đó, nó kỳ lắm, nó ngứa mà nó khó chịu kinh khủng luôn. Thì cũng vào cái trời dài, cái trời nóng đó anh chị, rồi xong cái tôi massage anh chị, massage da đầu rồi xong cái bắt đầu tóc mà nó rụng anh chị tin không, khỏi luôn, quét nhà hay hốt bụi á lấy đóng luôn vậy đó, rồi xong rồi cái mình đi tắm trong cái bồn tắm á, mình cũng môi lên một đống luôn vậy đó, rồi xong rồi mình cảm thấy tóc mình nó rụng nhiều quá anh chị, rồi cái xong có thời gian tóc rụng mày tin là bây giờ là được đổi mới rất là nhiều, nên là có mấy cái máy này là tiết kiệm tiền nhân công á, cho nên là mình nghĩ là đầu tư rất là nhiều. Còn ở Việt Nam mình đó thì là những người quốc tế người ta đến người ta chơi á thì người ta lắp mấy cái máy này vô, tại vì ví dụ như xài tiền mặt á thì tụi Mỹ nó phải đổi ra để nó xài, nó còn như xài thẻ thì nó không tiếc thì nó mất rồi tụi nó xài luôn, cho nên là giờ về đây cũng mới đầu tư mấy cái này, hy vọng là mang được công nghệ về Việt Nam được mua vé tự động, không ai đứng xếp hàng cho là giống như đi vô hải quan luôn, đi cái túi này từ thời chưa có cách xe mà đi bộ từ dưới mình cũng moi ra cũng đóng luôn vậy đó, rồi xong rồi mình cảm tóc mình nó rụng nhiều quá anh chị. Bây giờ bao nhiêu tuổi cũng được hết, chứ giờ nếu mà ăn ở được có vô duyên là được đúng không, tuổi bao nhiêu cũng được đó, trẻ cũng được già cũng được đó, có trẻ mới có già, rồi ai cũng phải già, rồi cũng ai cũng phải chết, mà bao nhiêu tuổi cũng được, đừng có ăn nói vô duyên, đừng có vô ganh tị là tâm chọt mà kích động hay là ganh ghét rồi bắt đầu nói chuyện vô duyên là ok đó, nói chuyện đừng có ôi đừng có vô duyên là ok hết á, già trẻ gì cũng được. Hôm nay là sáng này có người nói với tôi tại là thằng Thái Hoàng nó đâm chọt tôi, hôm bữa là nó chọt tôi hết lần rồi, nó chửi tôi hết lần rồi, nó lên nó bình con hồng ve đó, nó lên nó bình nó hồng ve là nó bảo tôi á, em cũng thích chị Phương Anh, em cũng rất là kính trọng chị Phương Anh, thôi mình không giúp đỡ được nữa thì mình nên rút đuôi đi, đi trong cái sự mà âm thầm đi, mình lên đây mình nói làm chi, đồ cái này cái nọ cái kia, ủa mày lấy tư cách gì mà mày cấm tao, mày lấy quyền gì mà mày cấm tao không cho tao nói hả, mày làm như mày đạo đức lắm gì đó. Bởi vì tôi mới đặt cho nó là chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ là thằng điên lấy con khùng. Ủa trước khi mà em muốn nói chị muốn bảo vệ cho con ve là em phải nhìn nhận ở cái phía cạnh đạo đức một cái nha, chứ không phải em chơi với con ve rồi em binh vực con ve rồi em lại nghĩ chị là sai tại vì chị không chơi với em. Không có phải là em sáp lại với bà Sáu nhà ông Bảy rồi với con ve rồi em lại chơi với nó rồi em lại binh vực nó mà em không cần biết nó đúng hay sai, bản thân em sống đã lỗi rồi, em hành hiệp chữ nghĩa, em tốt bụng, em đàng hoàng quá mà em đi lấy một người đáng mẹ em làm vợ em để em bú vú giống như mẹ bú vú con vậy đó. Ủa mẹ ở giống như con bú vú mẹ vậy, giống như con bú vú mẹ vậy, em đàng hoàng em tốt đến nỗi mà em không thể lấy được một người vợ trẻ tàu khang đàng hoàng xinh đẹp mà phải đi chuộng đi lấy một bà mà giống như đáng mẹ mình để làm vợ mình, rồi vợ ơi vợ. Ủa? Em sống em có đàng hoàng chưa, cuộc đời em có hoàn hảo, có chỉnh chu chưa, mà em lên là em dạy chị phải cách sống như thế nào để cho hoàn hảo cho tốt đẹp phải không? Hả Thái Hoàng, em làm về nghệ thuật mà cái nghệ thuật em nó lạ lời quá,
cái nghệ thuật em sao mà nó lộn xộn quá, đường đời em sao mà nó éo le quá, cách sống của em cảm thấy giống lộn luôn quá, cái cuộc đời của em, cách sống của em, lối sống em nhìn nó lộn luôn quá. Vì một người mẹ lấy một người đã tuổi mẹ mà làm vợ thì nó quá lộn luôn, nhìn nó quá quá ư là thấy là nó phản cảm. Rồi em lại nói là em trách chị, tại sao em không hỏi chị lý do tại sao để em ngồi, hoặc là em vô nhắn tin em hòa giải chị với con học phượng mà em lên em bóc phốt chị. Em muốn chứng minh điều gì? Em lên là em chứng minh là một cái điều tốt. Nè, để tao nói đạo đức cho tụi mày nghe. Nếu mà tụi mày muốn nói chuyện đạo đức á, ok, tao không phải đâu, có biết. Nếu tụi mày thật sự muốn bảo vệ con que, muốn bảo vệ nó ha, và đó, muốn đưa nó đi đến pháp lý cuối cùng, thì tụi mày ít nhất phải vào hỏi tao chuyện gì, rồi lắng nghe những gì tao nói. Rồi mày phải đi qua lắng nghe những gì con ve nó nói. Rồi xong rồi á, mày sẽ tìm ra một cái sai của hai bên, hoặc là cái đúng của hai bên. Mày vào ở bên trong, rồi á, mày nói chuyện ha, mày phiên nhủ, hoặc là mày đưa ra những cái ha, lý lẽ, những cái luận điệu để giúp cho con ve tốt hơn, đẹp hơn. Con đăng này mày chỉ nghe có một phía là con ve nó nói sao mày nghe vậy, cũng giống như tao hồ đồ. Vì tao cũng đã từng hồ đồ bởi vì con ve với ông Sạch Thành, với bà Lành Chành Bành đó, với bà Sáu, thì mới có con Phương Anh tao hồ đồ. Thì cũng giống như mày như vậy, tại vì lúc đó tao không có tiếp xúc với bên Hồng con Hồng Loan, cho nên tao không thể nào tao bước qua bên Hồng Loan tao hỏi chuyện sao được. Còn đây là một cái câu chuyện trong một bên, một phía, thì ít nhất á, mày nếu mà mày lên á, mày nói mày tôn trọng tao á, mày kính trọng tao là mày phải hỏi tao rồi. Sao mày nói xạo quá vậy Thái Hoàng? Mày kính trọng tao mà mày không vô nhắn tin cho tao hỏi tao, ừ tại sao chị chửi Hồng Phượng và Hồng Phượng đã làm gì chị? Chị thể nói cho em nghe được không? Rồi em coi chuyện coi ai đúng ai sai đó. Rồi chị em có gì ngồi xuống nói chuyện. Đáng lẽ ra nếu mày nói mày kính trọng tao, mày tôn trọng mà, à, mày cũng mến tao thì mày phải làm điều đó. Nhưng không à, một đêm tức chết sáng mai tỉnh dậy thì tao lại thấy mày lên mày bóc phốt tao. Mày bảo là tao là không giúp được nữa thì thôi, rồi âm thầm đi đi, rồi nói làm gì lên độ này nọ cái kia. Mày dạy đời tao, mày tuổi gì mà mày dạy đời tao? Ngày nào mà mày bỏ con vợ già của mày, lúc đó mày mới trưởng thành được. Còn khi mà mày ngày nào mày vẫn còn ở với con vợ già mày, là ngày đó mày vẫn là một đứa trẻ. Tại vì mày lấy một người làm đáng tuổi mẹ làm vợ mà, mày bú sữa mẹ mỗi ngày mà đó, thì làm sao mày trưởng thành được? Thì làm gì mày có đủ tư cách để mày dạy đời tao, mày giáo huấn tao hả Thái Hoàng? Mày chưa có đủ trình và đủ tuổi đâu. Tuổi mày còn non lắm, còn nhỏ lắm. Mày chưa có đủ trình để mày lên đây mày nói đạo đức, đạo lý với tao đâu. Mày hiểu không Thái Hoàng? Bà đó nhiêu tuổi? 65 tuổi à. Bà ngoại nó luôn chứ mẹ con mẹ gì nữa, bà ngoại nó luôn đó. Một thằng đàn ông mà cúi đầu dưới con chợ già mà để mang cho nó từng đôi dép, mang cho nó từng đôi giày đó, nhưng làm cái chuyện mà lố lăng, gọi là tú bịch đó, trước mạng xã hội. Trời ơi, vợ vợ chồng chồng à, chồng ơi em này có đẹp không chồng? Rồi cái đó, trời, vợ anh mặc đồ quá trời đẹp, giống như công chúa tiểu thơ trong lòng của anh vậy đó. Trời đất quỷ thần ơi, trẻ không hư già đổ đốt, đẹp chỗ nào? Cái tướng thì tròn vo như cái hột mít, giống như hột sầu riêng. Cái mặt thì già háp như trái cà, bà ngoại bà nội người ta.
trời đất ơi, vợ anh trời đất ơi. Thì nhiều khi á, mày bảo vệ con ve thì có nhiều người đứng ra họ bên con ve thì đổ mấy cục cức nó cũng thành thơm, nó cũng khen ngợi đó. Chứ còn mà đối với những người mà người ta phản cảm, người ta sống mà đúng cái đạo đức, cái trình tự của cái con người đó, thì không có ai mà nghe được những cái từ ngữ đó mà họ chấp nhận được cái cuộc đời của tụi mày. Nó sống sao mà nó sống gì đâu mà sống, mà sống loạn luân quá. Trời đất ơi, tuổi này mà chưa dứt sữa mẹ được mà đòi lên dạy dỗ tao, lên giáo huấn tao, lên nói đạo đức với tao, nói đạo lý với tao. Khi nào á mày bỏ được con vợ mày á, vợ già của mày, mày dứt sữa đi ca, trưởng thành lên rồi lúc đó lên nói chuyện. Nói chuyện nghe không cưng? Trời đất ơi, lẩu thì ai cũng thích ăn mày ấy. Lẩu thì ai cũng thích ăn, nhưng mà cái lẩu này ông má nó con bào ngư ngàn năm rồi đó, con sò điệp nó cái con sò này là tao nói là nó quá tải, quá giới hạn rồi, thấy không? Nó quá ngày quá giờ rồi, nó sẽ mang cái mùi thúng thẩm ông má cái. Nó chơi theo cái kiểu, cái chiêu mà cái gì thúi thúi sẽ ngon, đồ mẹ nó. Cái thằng này nó cứ kiểu giống như nó chơi theo cái kiểu cái gì mà thẩm thẩm thúi thúi nó sẽ ngon. Trời đất ơi, cái quá tải, cái con bọp bọp này nó quá tải rồi mấy chị. Cái này thuộc về gọi là bào ngư ngàn năm mà bào ngư quá đá luôn rồi mấy chị, quá thật luôn rồi. Còn em, vợ yêu của anh, mẹ nó vợ yêu của anh. Cái chuyện cười mà muốn cười không được. Mọi người để cho tôi cười cái thôi, nó đã bị mẹ nó. Nghệ thuật đó, nghệ thuật đó, nghệ thuật đó. Trời ơi, lận má nè. Bữa đó tôi thấy cái clip mà nó đi mang, nó mang dài cho cái con vợ, con vợ bởi vì mẹ vợ, con mẹ như con vợ mẹ, mẹ vợ nó, con mẹ vợ nó, mẹ vợ nó. Anh chồng ơi, chồng em tôi biết mày mốt tôi già cỡ tuổi mẹ này rồi, tôi có vậy không, tôi có đi kiếm trai trẻ cái vậy. Chồng ơi chồng, em mặc cái này có đẹp không chồng? Trời vợ anh đẹp quá, vợ anh mặc cái này đẹp quá. Còn quay đầu nó chơi cái áp đó, nó chơi cái app mà tôi nói giống như là thay hình đổi dạng luôn. Nó chơi cái app mà tôi nói mình chị trắng, mà tôi nói là tôi nó trắng, mà tôi nói trắng mà trắng bệt luôn, trắng mà cái kiểu giống như là nó không còn là cái hình dạng của con người, nó không còn là cái hình dạng con người nữa, mà cái lỗ mũi nó bằng phẳng luôn rồi, cái mí mắt nó cũng không biết, nó cũng bằng phẳng luôn rồi. Nói chung là cái gương mặt nó là cái gương mặt của cái mặt bàn vậy. Cái gương mặt của nó là cái mặt bàn đó, nó bằng phẳng hết trơn luôn, nó không có ra cái nét của cái gương mặt con người nữa. Nhưng mà cái bức tranh vẽ vậy đó mấy anh chị, nó không có còn cái lỗ mũi nhơn, cặp mắt nó có mí rồi, nó không còn cái gì là ấy, nó nói chung là bằng phẳng rồi. Để chi? Tại nó biết là vợ nó già quá, nhiều nét nhăn quá, thì nó chơi cái áp cái kiểu giống như là 720 độ để mà giống như giúp cho vợ nó trẻ hơn, nhưng mà vẫn lòi ra cái già nha, vẫn lòi ra cái già chứ không thể nào trẻ hơn được nữa. Cho nên mấy anh chị biết không, chồng ơi chồng, em mặc cái này có đẹp không chồng? Trời ơi vợ anh mặc cái gì cũng đẹp đấy. Vợ mặc cái này đẹp nè vợ, còn vô thử cái kia nữa đi vợ. Cái cúi xuống cái mang dài cho mẹ đó. Cái tôi nói vậy chắc có nhiều chị cũng động, cũng nhột lắm hả đó, đang nốn lừng đó, nhiều chị già nốn lừng chứ cũng hơi nhọt lắm. Nhọt vì bởi tôi nói kiểu này đó, mấy chị mà vô đây nghe mấy chị cũng nói ê tao cũng đang mê chay trẻ nó chết mẹ đấy, cái nào tôi lại gây hận thù với mấy với phi công máy bay, lái máy bay đó luôn mà. Tôi mà lên mà tôi nói về Thái Hoàng cái vấn đề này, tôi lại gây thêm một chút xíu hận thù, tôi lại gieo thêm một mầm móng gọi là thù hận trong những cái tâm hồn của những phi công trẻ lái máy bay bà già nữa. Rồi lúc đó rồi nguyên cái hội mà máy bay bà già
lái máy bay rồi đó, nó vô nó lại ghét tôi, nó cay cú tôi bởi những cái lời này của tôi, bởi vì tôi khổ lắm anh chị ạ. Sống không có thể nào làm dâu chăm họ, không thể nào vừa lòng người này thì mít lòng người kia, nó rất là khổ luôn. Thầy đất ơi, chắc cái bà già này nuôi nó hay sao đó, chắc bà già này nuôi nó hay là chắc cho tiền nó xài, hay là đưa cuộc đời nó lên. Tao nói dài một thời gian sau ông ách tôi mà cứ hạ nhục dài clip một cái là bảo đảm luôn anh chị tự ái bỏ vợ già đó liền, bảo tự ái bỏ vợ già dám chừng đi qua kiếm Gia Thắng. Gia Thắng ơi, em nên chuẩn bị sẵn đi em đó, cỡ như thằng Đăng Nguyễn mà em còn cho nó chơi một đêm được, mà làm sao cỡ như thằng Thái Hoàng thì nó quá perfect luôn, nó quá ok hơn là thằng Đăng Nguyễn luôn. Trời đất ơi, mấy anh chị có nghe câu chuyện hôm bữa tôi kể chưa, cái đợt mà con Hồ Tiền về là Việt Nam, là cái thằng Đăng Nguyễn, là tôi kêu Đăng Nguyễn ơi, Hồ Tiền về Việt Nam không có ai hết, bây giờ em đang làm YouTube, em đang đứng về hướng em muốn bảo vệ bên cô Sáu, và em muốn để cho bên cô Sáu mà nghe, mà thông cảm cho em, mà không chửi em, để em có like nó view, và những cái chị, những người chị á ủng hộ em á, thì em nên ra đón Hồ Tiền đi em, ra đón đi, ra đón xong rồi đi ăn rồi nhảy đi hát karaoke rồi ha, đi múa rồi chữ dằn lắm, tối uống rượu say xỉn rồi xong rồi cái bắt đầu tối, cái con Hồ Tiền kêu Gia Thắng đem thằng Đăng Nguyễn về nhà ngủ, kêu Gia Thắng, mà con Gia Thắng nó ôm môi, nó chơi ôm môi mà không biết sao đêm đó mấy anh chị, đêm đó cái hình như nó phá lệ mấy anh chị, phá lệ luôn, dớt thằng Đăng đêm đó luôn. Từ ngày yêu thằng Đăng trong cái đêm đó là bị luôn, thay đổi giới tính liền, thay đổi giới tính liền mấy anh chị, trở thành một người phụ nữ rất là thì bị đoan trang thục nữ, rồi bắt đầu là sát cánh bên thằng Đăng. Thằng Đăng đi đâu là đi theo đó, mà đi trên mạng xã hội nha. Thằng Đăng mà cứ ở đâu xuất hiện đâu là Gia Thắng vô đó. Anh Đăng bá bì, anh Đăng hôn này, trời ơi, anh Đăng bá bì, anh Đăng hôn này đó. Anh ở đâu thì em ở đó, đó, đó. Anh ở đâu thì em ở đó. Trời đất ơi, dạ theo liền, tôi còn phải ngỡ ngàng ngơ ngác, mà từ một cái con, một đứa chơi ô môi mà chuyển qua là tôi nói là nó một đêm thôi mấy anh chị, một đêm thôi, cho thằng Đăng là một đêm thôi mấy anh chị, tình một đêm thôi là bắt đầu trở về giới tính bình thường liền, trở về giới tính bình thường liền. Ô má luôn, tôi phải lại luôn, biết sao tôi biết chuyện này không anh chị, hôm nãy giờ tôi kể gái người nhiều chuyện nữa thấy đủ má nó lại dúng dính thêm một chồng nữa đó. Ví dụ Phương Anh, em biết cái chuyện gì chưa, hỏi chuyện gì, con Hồ Tiền nó học lại với anh, nó nói trời ơi đêm đó thằng con Gia Thắng bây giờ nó bị si tình thằng Đăng rồi, cái tự nhiên hỏi sao, ủa em thấy nó ôm môi mà, trời ơi con Hồ Tiền bữa đó đi ăn nhậu karaoke về tự nhiên cái để cho thằng Đăng đi về ngủ đi con Gia Thắng rồi xong. Rồi cái bắt đầu cái con Hồ Tiền nó nói chết rồi, anh ơi chết rồi. Cái xong cái ổng mới nói sao em ngu quá vậy Tiền, em lại để cho đứa em của em con Gia Thắng là em họ của Hồ Tiền. Gia Thắng là em họ của Hồ Tiền. Thì á ổng mới nói vậy nè, sao em ngu quá vậy, em để cho thằng Đăng về nhà của Gia Thắng ngủ, rồi ngủ nhà Gia Thắng, rồi ngủ với Gia Thắng, sao em ngu vậy, em của em nó ở một mình mà em dám để cho thằng đàn ông mà cứ vô nhà mới quen mới biết ngày đầu tiên mà đưa cho để cho nó vô nhà vậy, thì sao em ngu vậy. Đó, ổng xớt cho con Tiền Hồ một trận. Thì từ lúc đó thì ổng kể thì tôi nghe, thì tôi mới biết là con Gia Thắng với thằng Đăng là ư ô má đang chơi ô môi, bây giờ có bầu tao mới cười chết. Tới bữa rồi bắt đầu vài tháng sau Gia Thắng đẻ ra cho một thằng tăng con nữa, thì lúc đó bà nội Gia đó, tao nói chuyện đời không có chuyện gì không thể xảy ra nha mấy anh chị. Có mấy người đó nói cái gì vậy trời đất ơi, mọi người tôi không tin vào mắt tôi luôn, mà cái lỗ tai tôi mà nó lùng bùng luôn á mấy anh chị.
nghe xong rồi tôi lùng bùng cái lỗ tai luôn. Tại đó chị, đừng có chị, bởi vì nó thích tôi lắm chị. Bữa tôi lên tôi kể cái nó bèm tôi liền. Nó lên nó bèm. Bây giờ là nó dẫn nguyên một cái đám lưu la của nó qua bên cái thằng bóng coi kinh. Đúng không? Chuyển qua cái thằng bóng coi kinh. Rồi bắt đầu để phục gọi là tháp tùng bên thằng bóng coi kinh. Cái thằng phản động đó bên chị để đi chửi tôi để thỏa mãn. Rồi xong cái bắt đầu thằng Đăng cũng vô trong đó luôn. Thằng Đăng với con Gia Thắng bây giờ tháp tùng cái thằng bóng coi kinh. Chồng đâu vợ đó mấy anh chị. Đã bắt đầu chui vô trong đó là bây giờ nó giống như kiểu sao mấy anh chị biết không, là tháp tùng thằng kia để chửi tôi, để trả cho cảm xúc mà khi mà cái câu chuyện mà tình một đêm mà bị tôi file down ra đó mấy anh chị, mà tôi nói lên trên mạng xã hội đó. Trời, con Gia Thắng này á, nói nhiều năm chưa gần gũi đàn ông, nó chỉ có biết chà dĩa với cái con chồng nữa thôi. Nhưng má thằng kêu con chồng mới ghê chứ. Đúng má nó hết thằng vợ thằng Thái Hoàng gọi là con mẹ chồng, mà bây giờ tới cái con chồng nữa. Đúng má đàn bà mà kêu con chồng mới vui, nó vui hết biết luôn. Tao nói nó lạ lắm nha. Một cặp sáng nay có một cái cặp đó là nó hoàn hảo dễ sợ. Một cặp bên kia thì lấy giùm mẹ làm vợ ha, lấy cái bà mà bằng mẹ làm vợ kêu bằng là con mẹ chồng, con mẹ nó ơi con mẹ vợ chứ con mẹ vợ, tự nhiên kêu con mẹ vợ là tất nhiên cái con nó bằng tuổi mẹ mình mà nó làm vợ của mình là mình gọi là con mẹ vợ. Rồi bây giờ tới con Gia Thắng là lấy một cái con đàn bà mà gọi là một cái con kêu bằng chồng thì tất nhiên cái con đó là con đàn bà, nhưng kêu nó bằng chồng là mình gọi là con chồng đó, không cái con chồng. Đó, cho nên là bây giờ cứ nói mùng một cái cặp đó là quái đảng. Mà tôi nói mấy anh chị đòi nhiều khi mấy anh chị nó không có chuyện gì nó xảy ra hết trơn á. Rồi mới đây có người nói với tôi biết là mỗi năm đến hè đó thì Phượng mang cái bầu đó, 90 ngày qua là Phượng đẻ ra đứa con. Còn con hồ hay là không biết là phải con hồ hay là con ai đó đó, màu hoa Phượng thấm như máu con chim, mỗi lần hè đến thì Phượng đây thấy gạo. Trên đảo dưới đất này tôi cũng trời ơi Phượng ơi Phượng em hay quá Phượng ơi, trời ơi em hay quá. Em có thể em có con với một người khác hả Phượng, mà em có thể đưa một người khác kiểu thay thế mà ăn, gọi là ăn ấp bắt người ta đổi vợ phải làm cha hả? Đó bây giờ tao nói đó, tao nói bé Lưu Bị nó không giống lòng hồ, phải con lòng hồ. Giờ mày có thể đi thử ADN không? Mày có thể nào đi thử ADN được không? Rồi sẵn đó mày làm luôn một phát luôn là mày đi thử ADN với ông Sạch Thành giùm tao cái luôn đi. Đúng quá chứ tao nghi quá. Chứ chị nghĩ phải đâu, mẹ di truyền từ con mà con thì làm sao mà không có được, đúng không? Bây giờ tao nói là con bé Lưu Bị nó phải con của lòng hồ, mày có thể nào đi thử ADN được? Chứ bây giờ người ta nói chị hoang mang quá Phượng. Phượng ơi Phượng, chị quá hoang mang luôn. Chị không tin nhưng mà với cái tính nết của em là chị phải tin thôi Phượng ơi Phượng. Ở đây chị không tin điều đó đâu. Nhưng mà tại vì với cái tính nết của em là bắt buộc chị phải có sự nghi ngờ. Chị phải có sự nghi ngờ nha Phượng. Cho nên là bây giờ em có thể nào em đi thử ADN con em. Rồi sẵn rồi em vô em thử ADN cho em luôn. Coi coi em có phải là con của ông Quang Minh hay là ông Sạc Thành Paris. Chứ giờ chị không có thấy em điểm nào em giống ông Quang Minh hết, mà em giống là Sạc Thành Paris. Mà cứ mỗi lần đụng chạm đến em là Paris nhảy lên giống như là đưa hai chân lên giống như con Kanturu vậy đó nha. Cứ mỗi lần mà đụng chạm đến em cái đầu em đưa hai chân em lên giống như ông Sạc Thành đưa hai chân lên giống như là con Kanturu vậy đó nha, bảo bọc em để cho em chui vô trong cái bụng em nằm trọn trong đó đó. Bây giờ ông Quang Minh ổng không có nhảy dựng, mà ông Thành ổng nhảy dựng. Cứ mỗi lần đụng tới em, ai nói động tới em là nhảy dựng lên, mà không ngại đi vòng vòng đâm trọn để bảo vệ cho em nha. Cái này nó rất là lạ nha, nó lạ dữ lắm, lạ lắm, hiểu. Trời đất ơi, giống gì mà giống được, giống từ cái hàm răng. Mặc dù mấy cây răng của chú Sạc Thành được làm, được cộng đồng mạng cho tiền làm giả đó, để mà làm găng lại chồng lại, nhưng mà nó giống quá giống.
đồ giả thì làm sao mà nó giống đồ thiệt được, nhưng mà đồ giả mà tại sao gắn vô hàm răng rồi mà cây răng nó cũng giống luôn. Đồ giả mà đồ mà để được chế tạo lại thì nó không thể nào giống hàng thật được, mấy anh chị không thể nào giống được. Nhưng mà không hiểu sao cái mấy cây răng của ông Sạch Thành được cộng đồng mạng cho tiền đi trồng lại cái hàng tiền đạo, trồng lại cái hàng tiền đạo rồi mà hàng giả mà sao nó lại giống của cái hàng thật của con Học Phượng quá trời quá đất. Có thể là đây là định mệnh, nó phải nói là định mệnh đó nha, định mệnh. Cho nên là hàm răng nó giống quá trời, giống giống từng cái nụ cười. Đến nỗi mà cái quay sách á, cái quay sách mà nó dốc á, cái quay sách mà nó dốc á, nó cũng sách lên mà cười nó. Từ cái khóe môi tới cái mép miệng, tới cái quay sách mà cái dành môi, cái viền xị, cái nụ cười, cái cười mà nhách môi rồi. Cái kiểu mà đưa hai lên cái lưỡi liềm, cái kiểu mà nụ cười lưỡi liềm của chăng mười chăng phuyết đó anh chị à, nó cũng giống nhau nữa à, vần chăng tình yêu đó nha. Hai người có một cây nụ cười ý giống như cái bài hát của Thiên Kim với lại anh gì quên rồi đó à, vần chăng tình yêu đó, trời đất ơi cười giống quá cái vần chăng tuyết, giống như là nó vần chăng tuyết á, nó lên như nè nó cười, trời đất ơi giống gì mà giống dễ sợ luôn, và cả cái khuôn mặt luôn nha. Đó, con giống cha là nhà có phước em ạ. Con giống cha là nhà có phước lắm. Cái phước đức của cha con em là từ cái chỗ mà ăn đằng sống nói đằng gió, ăn được nói nhạo lắm, đâm bề thóc thọc bề gạo đó, trời ơi nó giống quá. Cái phước gì đâu mà nó giống. Nó giống đó nữa. Hay công nhận bà Hồng Nhung đã đẻ cho ông Sà Thành một đứa con nó xứng đáng chỉ sợ giống từ cái lớp đến chung mặt cái hồng trắng. Trời đất ơi, trời ơi chắc tôi chết mất mà. Cái gì vậy, cái gì đúng tay không chị chết sao, mọi người thấy sao, má giống từ cái tính nết luôn nha, cái cách ăn ở, cái cách mà nói chuyện, mà nói cái kiểu mà giống như tôi không biết gì chưa, đúng cái kiểu mà tôi đâu có nói gì đâu, tôi không có gì chứ, tự động chỉ ấy đồ này nọ rồi cho những cái cách mà lèo lách bẻ chĩa đó ha, rồi nó cũng y chang nhau, có một cái khuôn mà bánh kẹp thì cái khuôn đó. Thì cái khuôn bánh kẹp thì đó là bánh kẹp, mà khuôn bánh bông lan thì nó ra bánh bông lan, mà khuôn mà bánh rồi thì cái khuôn nào nó mới đúc ra cái bánh đó bên chị, thì đó chị đó chứ sao giờ thì mà con giống cha nhà có phước, trời ơi giống từ cái câu lời nói ngôn từ, trời ơi thương quá trời thương. Cha thì làm bánh cuốn, con thì bán bún bò, nó hạt quá, hai cho con hợp tác lại rồi mở cái nhà hàng đi. Mở cái nhà hàng, vậy mở nhà hàng buffet đi, nó quá hợp lắm á. Cái khâu hợp từ cái khâu nấu nướng luôn, hợp từ cái khâu mà kinh doanh ăn uống luôn á. Đúng không? Trời đất ơi, mà hợp cái khâu một chút anh chị bây giờ nào hiện lại thấy nó ăn ý nó hợp rơ ghê, nó áp phe kinh khủng luôn, trời đất ơi nó cái cùng là sắc nước miếng nhăn nước miếng. Cha thì đừng cuốn bánh cuốn, con thì bán bún bò, trời ơi rồi biết sao không, mẹ thì đánh bài, cha thì đi phục vụ cho mấy bà già bán đánh tí sắt, thôi đó con nó cũng nằm đâu trong cái khuôn, nồi nào úp vô nấy nó vô trong cái khuôn hết trơn rồi, nó sẽ dính chậm hết trơn rồi, chạy trời không khỏi nắng nha, chạy trời không khỏi nắng, hàng ngày bà đi vừa đứng bán cuốn bánh cuốn ở nhà bếp mà vừa đi phục vụ cho mấy bà quánh bài chơi tí sắt nha, mấy bà chơi tí sắt. Mỗi lần mà tôi gọi gọi, ủa cậu Thành đang làm gì cậu Thành, đang đứng cuốn bánh cuốn rồi ở đây để làm nấu đồ ăn cho mấy bà chị chơi tứ sắc nè, mấy bà chị đánh tứ sắc ở bên này nè. Ngày nào cũng đứng nấu đồ ăn rồi cuốn bánh cuốn cho mấy bà bán, để giống như là đứng xay giặt nấu ăn làm trà đồ cho mấy bà mà chơi tứ sắc như đó. Cho nên là mẹ Phượng á, mẹ của Phượng á thì đánh bài,
còn ba cô Phượng á đi đi phục vụ làm điêu lời chứ điêu lời nha, đứng ra điêu lời là làm súp bông khoai để mà phục vụ canh chừng cho mấy bà già chơi tứ sắc rồi nó hát vào vậy, sợ nó hộp lắm, nó hộp lắm. Rồi còn cái hộp nữa mấy chị phải hộp lắm, hộp này là tôi nói cái hộp này là do là họ đưa ra chứ phải tôi nha. Có nghĩa là mẹ thì chơi số đề, còn mà ba sạc thành thì nhặt giải lô đề, giải đề. Mà tại vì ba sạc thành nó nói sao, con Vương Anh á, nó kêu tôi bằng cậu. Những mỗi lần nó nằm mơ á là nó gọi, nó hỏi tôi đi giải về những giấc mơ nhà ngoại cảm số đề. Mày chắc là hồi xưa bà ba chắc là ổng giỏi về giải những cái giấc mơ vậy, cho nên là chắc ngày xưa cũng tiếp tay cho bà Sáu Bào bàn làm thầy bàn nha, bàn số đề cho bà Sáu Bào để mà đánh số đề, cho nên bà Sáu Bào mới thua sặc máu mới nợ nần đó, chắc cũng tiếp tay cho bà Sáu rồi làm cho tài sản nhà cửa chú Vũ Linh nợ nần rồi, chắc cũng do ông sạc thành bài ra đó, chắc là có thể là làm thầy bàn cho bà Sáu đánh đề đó nha, chắc làm thầy bàn cho bà Sáu đánh đề cho nên là mới tan nhà nát cửa, nên mới ba nhà từ đường 5 căn nhà 1,000 mấy lượng vàng đó. Trời đất ơi, lên mạng ấy, trời ơi Hoài Phương Anh nó kêu tôi bằng cậu. À, nó gọi, nó có gọi cho tôi, mỗi lần gọi là nó hỏi về những cái giấc mơ. Giờ hiểu rồi ha, biết rồi ha, bà Sáu mắc nợ về những cái lô đề là cho ai làm thầy bàn ha, ai làm thầy bàn bàn số đề ha, đó về những cái giấc mơ, những con số đề cho bà Sáu đánh ha. Trời đất ơi, bây giờ đó hiểu rồi. Trời đất ơi, ông nói lên như vậy luôn đó mấy chị. Trời đất ơi, tôi nói nó hạp gì đâu, nó hạp hèn chi đẻ cho ông sạp thành đứa con, nó giống quá trời giống. Giống từ tính nết, nụ cười, lời ăn, tiếng nói, xéo sắc, cái kiểu mà ma mị, dốc láo. Đó, đương đặc biệt, đặc chuyện. Chứ trên đời này không có một ca sĩ nào mà chọn một cái nghề ca sĩ mà hát đó, đi ca hát để phục vụ cho quần chúng mà lại có những cái thái độ mà như vậy á, tại vì nó nhiễm vô trong máu rồi, trong tủy rồi đó, quá trời quá đất, quá trời quá đất luôn. Rồi cái vụ á là ông Linh Tâm chửi ổng sau đó, rồi xong rồi cái chuyện gì đó của thằng Tý chửi ba, nói chuyện ba đó gì đó, là ông sắp thành là mau lẹ nha, nhanh lắm. Nhắn tin cho tôi liền, gửi qua những cái tin nhắn liền, những bằng chứng liền, để cho tôi đăng lên mà tôi quất liền. Trời ơi, đi thâu thông tin gì là đem về gửi qua cho tôi liền, lẹ nhanh mau gọn lẹ lắm anh chị. Bởi vì bây giờ là chối leo lẹo. Bây giờ tôi hỏi anh chị một câu vậy, tôi đến với gia đình bà Sáu, tôi có biết con mẹ gì về gia đình họ đâu mà tôi nói. Bây giờ nếu mà những cái câu chuyện mà tôi nói không từ họ ra, sao tôi biết những cái nhân vật nằm ở trong cái quá khứ. Tôi là người sanh sao đẻ muộn, dù tôi có lanh lợi hay tôi có hiểu biết cỡ nào, làm sao mà tôi hiểu biết được trong cái gia đình của chú Vũ Linh những nhân vật nào đã từng xuất hiện. Rồi cái vụ mà lôi Lâm Hùng ra mà nói là Hồng Loan bóp cu Lâm Hùng thì cũng do con mẹ lành chành bành nói cho ai, làm sao tôi biết ngày xưa là Lâm Hùng từng tới nhà chú Vũ Linh tập hát rồi á, rồi người này người nọ làm người kia, rồi làm sao mà tôi biết bồ của chú Vũ Linh trước đây là ông Phương Nguyễn, làm sao mà tôi biết. Vậy mọi người nghĩ đây, tôi tài ba đến nỗi mà tôi không phải là nhà ngoại cảm số đề giống như ông Thành đâu mà tôi biết. Tôi đâu có phải là nhà ngoại cảm về số đề giống như là ông Sạc Thành đâu mà tôi biết. Mà trong gia đình họ xuất hiện bao nhiêu chục năm qua là những nhân vật nào, ai xuất hiện. Mọi vậy thì tôi hỏi mấy anh chị họ có đưa thông tin cho tôi không? Ai là người đưa thông tin cho tôi cặn kẽ? Rồi những cái chuyện mà ông Hồng Loan nó ngồi nó nói dù cái nỉa thìa. Rồi bà Quanh Bắc Kỳ là cái người mà cu mang con Hồng Loan. Vậy thì những câu chuyện đó ở đâu ra? Tôi hỏi mấy anh chị làm sao tôi biết? Mọi người trả lời cho tôi đi. Làm sao tôi biết là bà Quanh Bắc Kỳ là ngày xưa đã chăm sóc cho con Hồng Loan? Và cái vụ cái nhĩa cái thìa rồi đánh, rồi chú Vũ Linh đánh đuổi con Hồng Loan đi, thì làm sao biết những nhân vật ông lên
Tuấn, rồi Lâm Hùng, rồi nhiều nữa, rồi thằng rất là nhiều người nhân vật được lôi ra trước đây. Vì tôi hỏi mấy anh chị từ đâu ra, làm sao tôi biết? Thì làm sao mà chối bỏ được, làm sao mà nói là không có đưa thông tin cho tôi? Trong cái gia đình đó ai là người ở trực tiếp ở trong đó mà gần gũi mà để có được những cái thông tin đó mà đưa ra cho tôi? Rồi chuyện của Linh Tý trên xì ke bị ba nó bắt, rồi cái này cái nọ cái kia, rồi cột lại rồi này nọ, rồi qua cầu cứu hả, không kỳ gì đâu, rồi xin tha, rồi này cái nọ cái kia, rồi chơi bời sao, rồi những cái chuyện á ha. Còn cái chuyện mà nói tôi chăm đi ngoại tình với cái thằng gì quên mẹ đó, cái gì nữa quên mẹ nó rồi đó, nói con chăm là đi tiết cương, tiết cương là do cái bà heo mũm mĩm bà Cương Trần học. Bà Cương Trần bà nói với tôi, trời ơi Phương Anh ơi, mày có biết không, thằng Tý thì ngoại tình rồi, hai còn con chăm đi diễn chung với thằng Tiết Cương, rồi đi diễn chung, rồi xong cái bắt đầu ngoại tình với thằng Tiết Cương, rồi cái bắt đầu lúc đó đó là trong cái đoàn diễn á, chị đưa con của chị đi diễn đi gì đó, con của bà Cương Trần làm gì tôi không biết, con bà Cương Trần làm gì biết, là bắt đầu đó thằng Tiết Cương nó thân với chị đó, thì nó chạy lại á, lúc đó người ta cũng đồn nhiều lắm là con chăm vợ Tí là ngoại tình với lại Tiết Cương. Rồi xong cái bắt đầu nó hỏi chị á, ủa chị biết chỗ nào bán kem sức gặn nứt bụng không, sau khi sinh hay không đó, thì lúc đó thì tao mới biết đó là đi hỏi mua thuốc cho cái con chăm đó vợ Tí mà con Tiết Cương nó đi kiếm mua, là đó là bà Cương Trần heo mũm mĩm kể cho tôi nghe đó anh chị, là câu chuyện nhớ còn nữa là tao bực giận chết toàn là tôi nói anh chị, những người bảo vệ bên Hồng Phượng đó anh chị toàn là cái thứ cái buôn nhiều chuyện không à. Rồi á, ok tôi đồng ý, tôi nghe lời họ, tôi đi lên tôi bóc phốt, nhưng khi tôi đã biết họ nói xạo với tôi thì mới có ngày hôm nay, đúng không? Tại vì tôi không chấp nhận được họ dùng tôi để nói dốc nói láo, có thể những chuyện sự thật đi. Nếu là sự thật á thì dù cho tôi có bị bên Hồng Loan xử lý cỡ nào đi, nếu những chuyện mà họ kể cho tôi là sự thật á nha, thì họ có lợi dụng tôi để nói thì tôi cũng cam tâm anh chị, tôi cũng happy, và tôi cho đó là một cái chuyện nha, giúp được người ta đem những cái sự thật ra ánh sáng để cho mọi người hiểu. Rồi nhiều nữa, rồi lợi dụng tôi để đi nói dốc nói láo thì tôi không chấp nhận được. Tôi chỉ chấp nhận cho người ta, tôi biết người ta lợi dụng, và tôi chỉ chấp nhận cho người ta lợi dụng tôi để nói ha, mượn miệng tôi để nói những cái câu chuyện thực tế và có thật, chứ tôi không thể nào ha, chấp nhận để cho người ta lợi dụng mình để đi nói dốc, nói xạo, nói láo, dù không biết ít mà nói nhiều. Cho nên tôi không chấp nhận được điều này. Minh Lê chị ơi, nói tiền vốn liếu, chị đâu có biết gì về tiền vốn liếu đâu mà chị nói em. Chị đâu có theo dõi cái vấn đề tiền vốn liếu, và chị không có biết họ, họ không có nói cho chị nghe về cái vấn đề tiền vốn liếu, cho nên chị không nói được. Tại vì chị nói đâm ra chị nói chị không hiểu biết, mà chị nói đâm ra chị nói xạo, nói dốc, nói bậy. Nên những cái vấn đề về tiền vốn liếu hoàn toàn thật sự là chị không có biết. Tại vì họ không có nói cho chị, ví dụ em nghĩ đi, nếu mà họ có ăn trận tiền vốn liếu họ có dám nói cho chị không? Bây giờ chị hỏi tôi em một câu vậy nè, bây giờ nếu tôi hỏi tất cả mọi người, nếu bà Sáu với ông Sạc Thạch với Hồng Phượng mà có những cái ý đồ muốn giếm tiền cúng điếu đó, thì họ có dám khai cho tôi nghe không? Tất nhiên là không rồi, làm sao có nói với tôi. Cho nên từ cái vấn đề đó thì tôi không hoàn toàn, tôi nói thật là tôi không biết gì về tiền cúng điếu, và cũng không có ai nhắc cho tôi nói với tôi vấn đề tiền cúng điếu, cho nên là tôi không có biết, cho nên tôi không dám nói. Thì tôi nói như vậy thì đâm ra tôi nói bậy, tôi nói dốc, tôi nói láo, tôi không thể nói được, tôi không thể bất chấp mình đi nói những cái chuyện mà mình không, chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng biết được đó. Cho nên trong cái câu chuyện mà nói vụ con cát đi, trời đất ơi, tôi cũng có biết gì về con cát cát đâu mà nói, tôi đâu bao giờ giờ biết về con bả đâu. Nói chung với mọi người là mọi người phải thông cảm cho tôi, những chuyện tôi không nói là tôi không có biết.
nha. Dù là tôi biết mọi người muốn nghe, nhưng tôi đâu có thể nào mà tôi chiều lòng mọi người mà tôi đi nói dốc nói láo được, khác nào là tôi đang gạt mọi người. Tôi đang gạt mọi người và tôi đang làm vui lòng mọi người mà tôi đi nói dốc nói láo vậy, cho nên là tôi không có biết, cho nên là tôi nói tôi đâu có biết bác cái cát là ai đâu. Tôi chỉ biết là bà Lành bà nói con bà là con cát cát vậy thôi, chứ còn hoàn toàn ra là tôi không biết cát cát là ai hết trơn á. Nếu mà nói về con cô ba thì tôi biết, nói về con cô ba thì tôi biết được chút. Thế thì baby thì tôi còn có thể nói được về những cái nhân vật nào nó làm quan trọng, vì tôi chỉ nói trước đây tôi chỉ nói và lấy thông tin những cái gì mà những người đang gây ảnh hưởng đến Hồng Phượng thôi, về pháp lý và về bà Sáu, về Hồng Phượng thôi. Còn những cái chuyện ở ngoài lề khác tôi không màng đến và tôi không đếm xỉa tới và tôi không dính líu tới. Nó chỉ nằm ở trong cái phạm vi nào mà pháp lý mà giúp lại để lấy lại cái di nguyện cho chú Vũ Linh thôi đó. Rồi cái gần đây nhất mà mọi người cho tôi biết được là một cái clip của bà Dân Tiên cắt đó, ghép đó, ngơ ngác ngỡ ngàng. Tôi là một cái người đó mấy chị cũng chuẩn về nhìn nhận và nghe ngóng đó mấy chị. Nếu ai nói dốc nói láo là tôi dễ phát hiện ra, tôi mau lắm. Và những cái clip cắt hay gì đó là tôi dễ phai đau và dễ phát giác ra lắm. Nhưng tại vì tôi không có theo dõi bà Dựng Tiên, tại vì bà nói chuyện lâu lắc quá, bà điệu quá, rồi bà ngồi bà gặn nhiều quá, bà không có vô cái cốt lõi câu chuyện, cái chỗ tâm mà mình muốn nghe để cho nó xong chuyện mình còn đi làm việc, mình hoặc là mình đi ngủ, mình đi nghỉ ngơi, mình cứ ngồi mình chờ đợi bà hoài, không biết khi nào bà nói. Rồi bà cứ ngồi ai mà khen bà cái là bà ngồi á, à, cỡ khoảng 15 phút bà chưa hết cái câu bà đọc và bà chưa nói hết cái ý của bà là cảm ơn cái người mà khen tặng bà. Cho nên là tôi bây giờ tôi nghe, cho nên những cái clip cắt ghép thì tôi không có nghe được, cho nên tôi không biết là cắt ghép. Cho nên gần đây nhất là ngày hôm qua mọi người có nói với tôi là bà Dân Tiên bà cắt ghép những cái đoạn của con Hồng Loan, thì tôi chưa nghe qua cái clip đó nên tôi không biết cái đoạn nào bà cắt ghép. Qua những cái tường thuật lại của mọi người bình luận ở dưới cái bài của tôi thì tôi nghe mọi người nói như vậy thôi, chứ tôi chưa có nghe được cái clip đó nên tôi không biết là cái khúc nào, cái đoạn nào mà để nghe thử coi cắt ghép khúc nào thì tôi mới có thể bình luận được. Nếu mà thật sự chị Dân Tiên mà bà Tiên ngáo mà bà đi cắt ghép cái kiểu đó là quá ư là cũng có lý. Nó có lý ở đây là gì nè anh chị, nó có lý ở cái chuyện mà mọi người nói à, chị Dân Tiên cắt ghép á, thì tôi cảm thấy nó cũng có một cái lý, và tôi sẽ giải thích một cái lý ở đây cho mấy chị nghe. Để tôi uống miếng cà phê cả. Có nghĩa là nếu bà Dân Tiên bà có ý đồ bà ghét con Hồng Loan, cắt ghép những cái clip đó, bà lưu lại những cái clip đó lúc chú Vũ Linh nói chuyện với bà thu âm lại những cái clip đó, bà làm cổ mộ, có nghĩa là bà thu âm về những cái câu chuyện của Hồng Loan, thì có nghĩa là bà không có thiện cảm và bà không thích con Hồng Loan, đúng không? Vậy thì tại sao những cái clip đó nếu là sự thật thì tại sao lúc con Hồng Phượng bị bên Hồng Loan tẩy chay tấn công dùi dập thì bà không đem những cái clip đó ra từ lúc đầu? Tôi thắc mắc ở đây một cái vấn đề vậy nè mấy vậy. Nó cũng hợp lý khi mọi người nói cắt, có nghĩa là bà không ưa con Hồng Loan từ lâu rồi, cho nên bà mới cố tình ghi âm lại về những vấn đề chú Vũ Linh phàn nàn về con Hồng Loan, về những cái chuyện Hồng Loan làm sai trái với chú Vũ Linh. Thì có nghĩa là bà ghét con Hồng Loan, bà mới cố tình ghi âm lại để dành một ngày nào đó chờ cơ hội bà bóc phốt con Hồng Loan. Vậy thì cái cơ hội để bóc phốt con Hồng Loan đó, thì ở cái thời điểm đầu khi con ve nó bị tấn công, bị Hồng Loan dùi dập, rồi bị tẩy chay, bị chửi bới, tại sao cái những cái ghi âm đó bà không tung lên ngay từ lúc ban đầu để bảo vệ cho con Hồng Phượng? Bà không tung lên từ ngay lúc đầu để bảo vệ cho con Hồng Phượng, mà đợi đến sau này khi tôi bước vào cái choa màn này và lôi kéo được một số người đứng lên để bảo vệ cho Hồng Phượng rồi thì bà mới tung ra.
thì bả lại mới tung ra. Cho nên tôi cũng đặt một cái nghi vấn ở cái điểm này nha mấy anh chị. Nó không thuyết phục tôi, nó không thuyết phục tôi. Và có thể một hai clip nào đó có thể bả không cắt ghép. Có thể một hai clip nào đó bả không cắt ghép. Rồi nói là sự thật. Rồi dần dần có nhiều clip nó lại tung ra càng ngày càng nhiều. Thì tôi chỉ nghĩ đó là những cái cắt ghép thôi. Cũng có lý là cắt ghép. Tại vì nếu mà đã bảo không ưa con Hồng Loan, bà mới ghi âm lại về những cái hành vi sai trái của con Hồng Loan đối với ba nó. Vậy tại sao bà thật sự yêu thương con Hồng Phượng và ghét con Hồng Loan? Thì ngay từ lúc đầu khi con Hồng Phượng bị bên kia tấn công dùi dập như vậy, bà lại không tung những cái ghi âm đó ra, bà không đứng lên để bảo vệ con Hồng Phượng, mà đợi khi có một số người đứng lên nói cho con Hồng Phượng mọi chuyện bắt đầu im, rồi bà mới tung những cái ghi âm đó ra để cho mọi người hướng về hướng của bà nhìn bà và xem bà. Cho nên là tôi đặt cái nghi vấn thôi, tôi chỉ đưa ra một cái ý kiến theo cái suy nghĩ của tôi thôi. Còn cũng giống như những cái ghi âm của bên của bà Mỹ Xuân cũng vậy. Có những người này nó có những cái ghi âm nó lạ lắm, nó không thuyết phục, nó có những cái điểm không thuyết phục bất kỳ. Mà tại sao ông Vũ Luân ông nói chuyện mà lại không có tí người khác điểm vào? Mà tại sao ông Vũ Luân ổng cứ thao thao bất tuyệt, ổng cứ nói một lè, ổng nói cho đã cái nư ổng, mà lại ổng có tiếng người khác? Bởi vì ở đây cái vấn đề là mọi người nghĩ cái vấn đề nó lạ quá, nó nằm ở nhiều cái mà mọi người phải suy nghĩ. Ủa tại sao cái người này mà lại im ru mà để cho ông Vũ Luân ổng nói thao thao bất tuyệt mà nói? Nó nằm ở hai cái trường hợp nha mấy anh chị mà cần phải suy nghĩ. Tôi á, theo cái cách suy nghĩ của tôi á, một là họ ghép lại từng đoạn, họ ghép lại để cho né đi những cái giọng nói của họ trong đó, nó thành một cái ghi âm trọn vẹn. Còn hai nữa đó là không lẽ ông Vũ Luân ổng tự ngu đến nỗi mà ổng tự làm một cái ghi âm, ổng làm một cái ghi âm để ổng chơi kiểu đó, đúng không? Mà không lẽ ổng ngu đến nỗi mà ổng tự giả vô mặt ổng, rồi ổng làm một cái ghi âm như vậy, rồi ổng đưa cho người này người nọ người kia để lên bóc phốt. Chuyện đó thì mọi người, theo những người mọi người nghĩ coi có hay là không. Nếu mọi người nghĩ là ông Vũ Luân ổng không ngu như vậy, ổng không làm những cái chuyện đó, vậy thì cái ghi âm này từ cái người nào mà ổng đã nói chuyện qua, và họ sẽ dùng từ giai đoạn một và họ sẽ cắt ghép lại thành một cái ghi âm đó. Nó nằm ở hai cái trường hợp. Nói chung á, một cái người chị ở bên Mỹ đưa cho tôi, người chị bên Mỹ đưa cho tôi. Bởi vì ở bấy lâu nay tôi còn mấy cái ghi âm sau là thằng Đăng nó đưa. Hai cái sau là thằng Đăng nó đưa. Còn mấy cái trước thì một người chị bên Mỹ đưa. Mấy cái sau là thằng Đăng nó đưa. Nó cũng có công. Nói chung là nó cũng có công. Cũng có tội nghiệp nó cũng có công. Đó. Cho nên là tôi đặt vậy đó. Đăng nó đưa mấy cái clip sau thì Đăng nó đưa cho tôi, còn hai cái sau Đăng đưa, còn mấy cái trước thì người khác đưa. Có thể biết đâu chừng nó cũng đưa cho người nào đưa, ai biết, thì ở bên Mỹ về đưa tôi. Bởi vì tôi có một cái gì là mấy anh chị, nói chung là
tôi cũng không có ngại nói cho mấy anh chị biết. Thì kia rằng nếu con người tôi đó đã thật rồi, khi con người tôi nói đã thật rồi thì tôi cũng sẽ không có gì phải giấu giếm, vì con người của tôi đã chọn cho mình một cái hướng đi là thật rồi thì nó sẽ thật. Có nghĩa là cái ghi âm trước á là chị Hồng Trinh đưa cho tôi, chị Hồng Trinh đưa cho tôi, mà đó chị đưa cho tôi và chị đưa cho tôi 3-4 cái luôn, nhưng mà chị á, chị đưa chị quên, chị đưa cái đầu tiên thôi, chị đưa tôi cái đầu tiên đó, chị Hồng Trinh đưa cho tôi. Thì tôi nói cho mấy anh chị nghe, họ biết, họ biết nghe mấy anh chị, họ tâm lý, họ biết chị Hồng Trinh rất là thân với tôi. Chị biết là mọi người ta biết là chị Hồng Trinh rất là thân với tôi, và chỉ có chị Hồng Trinh mới nói cho tôi nghe và có thể liên lạc với tôi. Cũng giống như một lần cô Tiết Bông nó tìm đến chị Hồng Trinh để nó kể lể với bả cái vụ mà bị con Ri này gạch mặt người này gạch mặt người kia đó, thì để cho bả cố tình nói cho tôi nghe, cố tình. Chị biết tôi rất là thương chị Hồng Trinh và tôi tin tưởng chị tên cho Hồng Trinh, cho nên là nhiều người mà để muốn cho tôi nghe và tin á thì họ sẽ tìm qua chị Hồng Trinh. Thì cái clip đầu tiên là chị Hồng Trinh đưa cho tôi, còn mấy cái sau thì thằng Đăng nó đưa rồi sau này chị Hồng Trinh mới nói. Và chị không, mấy cái clip sau mà tôi chưa có đưa lên, tôi đưa chưa đưa lên trên mạng, lúc đó là tôi chưa lên mạng mà con xe mì nó đã bỏ lên. Mấy cái ghi âm sau là con xe mì nó đưa lên trước thân tôi. Thì có nghĩa là thằng Đăng là chắc cũng đưa qua bên đó, cho nên là bên đó nó mới post lên trước thân tôi. Cái ghi âm đầu tiên là tôi là người bỏ lên, mặc dù là tôi còn giữ 2-3 cái, tôi vẫn còn giữ 2-3 cái, nhưng mà tới thậm chí bây giờ tôi vẫn còn giữ một cái nè mấy anh chị. Có nghĩa là tôi chỉ post một cái đầu tiên thôi, vì tôi cảm thấy cái những cái ghi âm nó có cái vấn đề, giống như tôi mới vừa giải thích với mấy anh chị đó. Tôi vừa giải thích với mấy anh chị đó là tôi thấy cái ghi âm này nó có cái vấn đề, cho nên là tôi không có post tiếp tục nữa, tôi không có up lên tiếp tục, mà tôi phải đợi coi sao. Thì tôi mới nghĩ, ủa nếu mà ông Vũ Lâm ông khùng đến nỗi vậy, ông phải tự đi giả vào mặt ổng, ông tự đi tố giác ổng sao, ông tự ngồi một ông ghi âm rồi ông đưa cho người ta hay sao, mà tự nhiên chỉ có một người nói thôi, mà cái ghi âm được chia ra thành từng khúc, mà nếu mà cộng lại làm cái ghi âm nó rất là dài, nhưng không thể nào trong một cái đoạn thoại với một người nào đó mà chỉ có một người nói mà người kia không nói gì. Nó lạ ở cái chỗ giống vậy, cái ghi âm dài như vậy mà không lẽ nào mà chỉ có một mình ông Vũ Luân nói mà không ai nói, không lẽ ông tự động ông đi nói giống như vậy, ông tự ghi âm. Hoặc là ở cái thứ hai nữa là một người nào đó người ta cắt và ghép lại nó thành một cái ghi âm, nó nằm ở trong cái giai đoạn đó, và tôi cứ đắn đo nên tôi không phốt lên tiếp nữa. Thì không ngờ là cái con xe mì Nguyễn nó phốt lên trước tôi cái thứ hai, cái thứ ba, nó phốt lên trước tôi cái thứ hai, cái thứ ba, liền cười chắc có lẽ là con xe mì này nó cũng nhận từ nhóm bên Hồng Phượng mới bỏ lên đó. Đúng rồi, chị Hồng Trinh hay lên diễn đàn với bức vợ đó. Đó, chị Hồng Trinh nói Phương Anh ơi, chị nhận được mấy cái ghi âm này em nghe không? Chị Hồng Trinh mới nói với tôi vậy nè. Phương Anh ơi, chị nhận được mấy cái ghi âm này em coi, em nghe lại coi thì sao. Nếu mà thật sự trong cái ghi âm này mà Vũ Luân á mà nói thật đó, thì em làm ơn em lên em nói làm sao cho em bà, nói làm sao để cho cô Mỹ với Bùm Bùm đi ra khai ra sự thật, để đừng có bị đi tù, dướng đi tù. Nói chung chị Hồng Trinh đã lo cho thằng cô Mỹ với Bùm Bùm, tôi không biết sao bà thương cô Mỹ với Bùm Bùm,
bà đưa cái ghi âm này, bà kêu tôi, bà cứ nói đi nói lại hoài mà tôi bực mình luôn đó mấy anh chị. Tôi nói, bà cứ kêu tôi, em lên em nói đi, em lên em nói, nếu mà cái ghi âm này thật sự trong những gì mà Vũ Luân nói là đúng sự thật đó, em nên kêu thằng cô Mỹ với Bum Bum đi, thằng Bum Bum á, đi xin lỗi bà Sáu đi và khai sự thật ra đi để khỏi đi tù, khỏi đi tù. Bà cứ lo như vậy không? Bà cứ lo như vậy không? Bà cứ lo là sợ cái ghi âm đó là sự thật, chắc là bà tin tưởng cái người đưa ghi âm. Mọi người hiểu ý tôi không? Có nghĩa là bà tin tưởng cái người đưa ghi âm đó là một, cho nên là bà mới nghĩ cái ghi âm đó là sự thật. Chẳng hạn như tôi nói với mấy anh chị nè, bà tin tưởng cái người đưa ghi âm thì bà mới tin, bà mới coi đó là một cái ghi âm, những gì lời nói trong đó là sự thật thì bà lại tin đó là sự thật, thì bà mới kêu tôi á là em cứ lên đi, em cứ lên mạng em nói cho mọi người hiểu, nói cho cộng đồng mạng hiểu đi về cái luật đi, còn nếu em không nói được em đưa chị lên để chị nói làm sao để cho cô Mỹ với Bùm Bùm á là đi xin lỗi bà Sáu và quay qua bên để mà khai ra sự thật để khỏi có bị dướng cái pháp lý, khỏi đi tù đó. Bà cứ kêu tôi vậy hoài, cho nên lúc đó tôi nói không chị, đây nó lớn rồi, nó tự động nó hiểu rồi, nó biết nó sẽ làm gì. Mà cái ghi âm này á, em không hoàn toàn chắc chắn đây là một cái ghi âm hoàn hảo tự nhiên đâu, cho nên em không thể lên nói được, em không thể lên phiên cô Mỹ hoặc Bùm Bùm được. Chị không cho nói ok em nói vậy thì chị an tâm và chị tôn trọng em, vì chị tin là cái người đưa ghi âm và cái đoạn ghi âm đó là sự thật, thì bả sợ cô Mỹ với Bùm Bùm bị ảnh hưởng thì bả mới kêu tôi lên. Nếu mà cái ghi âm em nghe kỹ lại đi và em xem xét coi có phải là Vũ Luân nói đây là sự thật hay không, còn nếu mà Vũ Luân mà nói sự thật chị thì chết rồi, nguy hiểm cho đến Bùm Bùm với cô Mỹ. Cho nên kêu cô Mỹ với Bùm Bùm á là qua nói chuyện với bà Sáu rồi lên xin lỗi đi, để cho bà Sáu đừng có kiện tụng nó, Ngọc Phượng đừng kiện tụng nó, mới công dướng vô pháp lý đi tù hay là có chuyện gì tội nghiệp đó. Cho nên là bà cứ thúc giục tôi hoài, tôi quạo luôn. Bữa đó là tôi đang đi lụm đá mấy anh chị, tôi nạt luôn á, tôi đang nóng được ở ngoài, tôi quạo mà tôi nạt luôn đó. Tôi nói tại vì á, trong cái ghi âm này nó vẫn còn nhiều cái điều mà em phải nghi vấn, em phải kiểm lại tại sao một người nói mà những người bên kia cứ im lu không nói gì hết, và phải để coi như sao đó. Từ cái chỗ đó đó mấy anh chị mà tôi mới làm thinh luôn. Này đó, tâm nhập không có hiểu cái ý của tôi nói, không có hiểu cái cốt truyện tôi nói đâu, có ai kêu kiện hay là cái gì đó. Nhưng mà người ta thí dụ đi, bây giờ tôi thí dụ cho bạn hiểu. Bây giờ thí dụ mẹ bạn ở nhà đưa cái ghi âm cho bạn, hoặc là kêu bạn nói gì á, bạn tin vào mẹ bạn không? Bạn tất nhiên bạn phải tin vào mẹ bạn là con ơi đây là cái ghi âm của người đó, hoặc cái này nọ là người ta nói sự thật. Tất nhiên bạn phải tin mẹ bạn rồi, và phải tin bạn của mẹ bạn rồi, đúng không? Thì tất nhiên cái chỗ đó rồi mẹ bạn lại sợ người ta bị chuyện, thì mẹ bạn mới bảo là bạn nên đi lên giúp người ta để gỡ rối tơ lòng, hoặc nếu thật sự trong ghi âm đó là sự thật thì nên giúp cái người đó đừng bị dướng vào pháp lý. Đó là một cái ý tốt, và cái ý tốt của chị Hồng Trinh, chứ không phải là cái vấn đề ở đây là kêu kiện tụng. Vì tất cả chúng ta là những người ngoài cuộc, làm sao hiểu trong cuộc như thế nào, thì chúng ta chỉ đón mò và suy nghĩ theo những cái tích cực, những cái chuyện mà mình thấy thôi, chứ làm sao, chứ không phải. Họ sợ nếu là cái ghi âm đó là sự thật thì sẽ ảnh hưởng đến cô Mỹ với Bùm Bùm, cho nên bà mới nếu nói là sự thật, bà nói nếu là sự thật thì kêu họ xin lỗi bà Sáu để khỏi bị đi tù. Đó là cái sự lòng tốt, người ta khỏi tâm ra cái sự hiểu biết và cái lòng nhân từ nhân đạo của người ta, mà người ta lo lắng cho cái người đó. Đó, cho nên là họ mới quan tâm và họ nghĩ đó là sự thật, cho nên là họ lo lắng cho cô Mỹ với Bùm Bùm, chứ không phải cái vấn đề ở đây là họ nói ừ bên con que phải kiện tụng độ này nọ, cho nên họ sợ. Ủi đâu có biết được là ai đúng ai sai vì chưa ra pháp lý, và họ đâu có nắm bắt được cái vấn đề trong cốt lõi câu chuyện cái choa mà của nhà chú Vũ Linh đâu, thì cho nên họ nghe họ giật mình thôi, họ bỡ ngỡ và ngỡ ngàng. Cái chuyện đó là một cái chuyện rất là bình thường.
cái tâm lý chung. Đó. Lô Trang. Tâm nhật nhân gì nè, vất vả bị con ve đánh cho một gậy rồi im luôn. Thôi không có phải chuyện đó đâu. Có đôi lúc á, mình đi ủng hộ ai, tôi khuyên mọi người, tôi đúng, tôi đứng về phía con Học Vượng thì tất nhiên tôi phải chống đối lại với bên Hồng Loan, và tôi chửi bên Hồng Loan đó là chuyện bình thường, vì tôi đã chọn một phía để tôi đứng, tôi bảo vệ người ta rồi, là cái chuyện đó chuyện bình thường. Còn nếu mình là những cái người đứng bên ngoài và mình chỉ đi bảo vệ bình thường thôi, thì mình nên nhận xét cho nó thật là đúng những cái câu chuyện đó, mình mới nói được, mình mới giúp ích được cho người ta. Làm gì mà quất vỏ mà bị sợ con que mà bị một gậy. Tôi là người đi thuyết phục ông quất vỏ này, và kêu chị Hồng Trinh đừng vướng vào chuyện đó nữa, đi tìm một cái cho mà khác nói đi, để bảo tồn danh dự cho mình. Không biết ai đúng ai sai, đứng về bên nào cũng bị chửi hết. Cho nên là anh nên đi tìm một cái vấn, một cái chuyện khác mà nói đi, đừng vướng vào cái chuyện này nữa. Chính tôi là người đi thuyết phục anh quốc vợ, và tôi thuyết phục luôn chị Học Trinh, kêu chị Học Trinh nói chuyện với anh quốc vợ đừng vướng vào, chứ không phải là vì một gậy mà sợ đâu. Đừng nói cái chuyện theo cái kiểu đó, làm gì ông quốc vợ sợ của Hồng Phượng, nghĩ sao vậy? Tôi là người thuyết phục anh, tôi nói anh quốc vợ đừng có vướng vào chuyện này. Bây giờ anh đứng về bên nào anh cũng bị chửi hết, mà bây giờ cái chuyện này nó rất là, thấy nó rất là không biết như thế nào. Tốt nhất anh làm clip về những cái vấn đề khác đi, chứ em thấy cái chuyện này nó không ổn, và danh dự anh đi thấp đi xuống nó rất là nguyên. Tôi là người đi thuyết phục, và thậm chí nha, thậm chí nha, đến thời điểm bây giờ cũng vậy. Ông Sạc Thành nhắn tin cho anh quốc vợ, ông Sạc Thành nhắn tin cho anh quốc vợ nói là ông Sạc Thành về Cali đó, muốn gặp anh quốc vợ cà phê, thì anh quốc vợ nói ok, nào anh về đây á thì anh em đi cà phê. Nhưng tôi nghĩ là ông Sạc Thành ổng muốn làm clip gì đó, ổng muốn ông quốc vợ đứng về phe của ổng, tại vì á ổng muốn thuyết phục ông quốc vợ đứng về phe của ổng để dùng cái kênh YouTube của ông quốc vợ để nói chuyện. Có nghĩa là khi mà ông Sạc Thành ổng thấy quốc vợ rất là thân với bà Mỹ Xuân Thiện, đúng không? Vì khi mà anh quốc vợ về Việt Nam đi chơi với bà Mỹ Xuân Thiện và gặp bà Mỹ Xuân Thiện, thì cho nên bây giờ bà Mỹ Xuân Thiện đang đứng về phía con ve rồi. Cho nên á là ông Sạc Thành muốn tận dụng cái cơ hội bà Mỹ Xuân đang đứng về con ve, mà muốn lôi kéo luôn ông quốc vợ, muốn lôi kéo luôn ông quốc vợ. Cho nên từ cái chỗ đó, ông Sạc Thành muốn gặp ông quốc vợ, hiểu không? Tại vì sẽ nghĩ là ông quốc vợ thân với chị Mỹ Xuân, thì ông quốc vợ sẽ đứng theo hướng của chị Mỹ Xuân luôn, và về với đội ổng luôn, hiểu không? Chính tôi là người đi nhắn tin cho anh quốc vợ luôn, mới đây nhất vài ngày trước nè, khi mà tôi nhận được cái thông tin á là anh quốc vợ đang muốn đi cà phê, ông Sạc Thành muốn đi cà phê với ông quốc vợ, ông Sạc Thành có ý đồ về Cali gặp ông quốc vợ để đi cà phê, thì tôi mới vào trong một chút nữa tôi chụp lên cho mấy anh chị coi, tôi mới vào tôi phiên anh quốc vợ, tôi nói anh quốc vợ ơi, bây giờ cộng đồng mạng tấn công và chửi ông Sạc Thành nhiều lắm. Hình như cộng đồng mạng bây giờ là chửi ông Sạc Thành hầu như là 99.9% luôn. Nếu bây giờ mà anh mà đi uống cà phê với ông Sạc Thành là anh sẽ bị chửi y giống như ông Sạc Thành vậy đó. Mà bây giờ anh đang làm cái câu chuyện về chị Nguyễn Hương Hằng, anh đang được mọi người theo dõi,
lượt view có rồi. Thì tôi cũng kêu chị Hồng Trinh nói với anh Bớt Võ như vậy luôn, và tôi cũng nhắn tin cho anh Bớt Võ như vậy luôn. Và tôi nói bây giờ ông Sạp Thành ông bị chửi nhiều lắm, anh đã rút lui ra khỏi câu chuyện này thì đừng có vướng vào, cũng đừng có gặp ông Sạp Thành. Mà lúc này đó mà anh mà đi gặp ông Sạp Thành là bảo đảm anh sẽ bị chửi te tua, chửi tơi tả luôn đó. Vì bây giờ ông Sạp Thành là bị cộng đồng mạng chửi là tôi nói hồn như là 99.9%. Cho nên mà anh mà đi gặp ổng á là anh sẽ bị chửi giống như ổng. Thì anh Bớt Võ mới nói với tôi là em nói cũng đúng, để em suy nghĩ lại. Em nói cũng đúng để anh suy nghĩ lại. Rồi anh còn ghẹo tôi, ủa sao em quan tâm đến anh dữ vậy. Thì tôi mới nói tại vì anh là em kết nghĩa của chị Hồng Trinh, nên em mến chị Hồng Trinh nên em nhắc nhở anh. Đó, nguyên văn là vậy đó. Nguyên văn là nói là như vậy. Là vì tôi nhắn cho ổng như vậy, tôi phiên ổng vậy. Ổng nói để em nói cũng có lý, để anh suy nghĩ lại. Rồi xong cái bắt đầu ổng hỏi tại sao em lại quan tâm anh dữ vậy. Tôi mới nói tại vì anh là em kết nghĩa của chị Hồng Trinh, em rất là quý mến chị Hồng Trinh, cho nên em nhắc nhở anh giống vậy. Anh ấy, anh cảm ơn tôi, anh cảm ơn tôi. Và những gì tôi nói là sự thật, chứ không phải là cái vấn đề tôi, con người của tôi nha. Không có chuyện gì tôi không dám làm, mà cũng không có chuyện gì mà tôi không nói, không dám nói. Đó, đúng là đúng, sai là sai. Đó, tôi làm sai tôi sẽ nhận sai, và tôi làm đúng tôi sẽ không có ai bắt tôi sai được. Cho nên từ cái chỗ đó không có mắc mớ gì tôi phải nói dốc nói láo rồi nói xạo. Đó là thực tế đó. Cho nên là anh Bớt Võ anh mới nói anh sẽ không có gặp. Nhưng mà tôi không biết sau này có gặp hay không thì tôi không biết. Nhưng mà anh ấy sẽ không gặp. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không gặp ông Thành. Vì tôi biết được ông Thành sẽ cố tình lôi kéo mà, lôi kéo anh Bớt Võ về mà, lôi kéo anh Bớt Võ về. Nhưng mà mọi người phải biết rằng chị My Xuân không có ưa gì con Hồng Phượng hết. Vì chị My Xuân cũng chỉ muốn trả thù, chỉ muốn trả thù những cái người mà chửi chị ấy, vùi dập chị ấy sau khi chị ấy ra đi khỏi cái choa mà của Hồng Loan và quay ngược lại thôi. Chứ chị cũng đâu ưa gì con Hồng Phượng đâu, không ưa. Vì chị ấy cũng từng nói là thấy thằng Đăng mà nó đi nịnh bợ con Hồng Phượng mà bà thấy ghét luôn mà. Bà kêu thằng Đăng tháo cái hình avatar xuống luôn, kêu thằng Đăng tháo cái hình avatar của mình chụp với bà đó ở trên Facebook đó. Thằng Đăng nó tháo đó, tự ái tháo đó. Có nghĩa là bà nói cái thằng này nó giết rồi, nó đi nịnh bợ quá. Bà nói với người ta chứ không phải nói với tôi nha. Bà đi nói với người ta, thằng này nó giết rồi, nó đi nịnh bợ con ve quá. Thì chị cũng lợi dụng vào cái câu chuyện nó đứng về bên con ve để đi kiện tụng những cái người mà tấn công chị thôi. Chứ bà đâu có ưa con ve. Bà mới nói là thằng Đăng á, nó đi định bợ quá, làm riết quá, bà nhìn bà thấy ghét. Rồi bà mới kể cái thằng này nó từng tới xin tiền bà, xin tiền bà mũi. Lần đầu tiên á, bà cho nó 1 triệu, lần sau cho 1 triệu là 2 triệu, lần cuối cùng nó xin bà 500 ngàn, xin bà 500 ngàn để bà mới cho 500 ngàn để mua sách vở để cho con nó đi học gì đó. Rồi lần cuối cùng thì bà mới nói là bây giờ em mở cái kênh YouTube đi, chị giúp em để mà kêu người qua để đăng ký để cho em làm để kiếm bậc lên, để kiếm tiền nuôi con, vì chị đâu có thể cho em hoài được. Thì cho nên là bà mới kêu nó làm cái kênh YouTube đó. Thì bà cho nó là tổng cộng là hình 2,5 triệu. Rồi sau này nó định bợ con Hồng Phượng quá, bà cũng thấy chướng tay cái mắt, bà cũng ghét, cũng không ưa. Thì bà mới yêu cầu nói đó là em nên gỡ cái tấm hình mà em chụp chung với chị xuống đi. Bà nói trời ơi, bà đâu có cần phải che dù, che nắng, che mưa đâu. Mà thằng Đăng nó cứ chạy theo bà, nó cầm dù để che bà. Bà đâu có phải giống như tiểu thơ Đại Cát, Trâm Anh, con nhà giàu gì đâu.
phải không, đâu có sao mà cần phải đi đâu cũng có người che dù, mà thằng Đăng nó làm cho bà ngại luôn, thằng Đăng nó làm cho bà ngại luôn, cứ chạy tới mà cứ cầm cây dù che hoài luôn, cho nên bà cũng bực mình. Rồi bây giờ nó đi nịnh bợ Học Phượng quá thì bà mới nói, bà mới yêu cầu nó đó là gỡ cái hình của bà xuống, chụp với nó xuống, cho nên nó mới tự ái và nó đòi bêm bà luôn, nó đòi xúc bà luôn. Rồi đó mới đi gỡ cái hình avatar mà trên Facebook mà nó chụp, nó đứng che dù cho bà đó, gỡ xuống luôn đó mấy anh chị. Đó là cái câu chuyện nó vậy đó, tôi sẽ kể. Gì mà vậy, quên chui lì, chui là gì? À, ủa chị bị hai cái đơn rồi hả? 7,5 triệu rồi à. Nói tóm là vậy đó. Đó. Rồi đó, mọi người, cái câu chuyện là giống vậy nha. Rồi sáng nay tạm thời cái khúc này đó, nghe tới khúc này là dừng lại. Bây giờ tôi phải đi kiếm cơm ăn. Tôi phải đi kiếm cơm, mà ra đường kiếm cơm mấy anh chị. Đó, không thôi đó, ngày nay là mẹ con tôi nhịn đói. Tôi sẽ hẹn mọi người ở cái clip tối nay hoặc là ngày mai. Đó, trước khi tôi lên tôi sẽ thông báo trước 1 tiếng, 2 tiếng cho mấy anh chị. Đó. Thôi, bye bye mọi người. Đó. Chúc mọi người ngủ ngon.